bà cứ tha lục muông đà ra bà mê bà coi ở trên thống là bầy tha an khnong bằng ai rừng mòn bà nơi tại bản tó bà khúc khẩn cho mũi chú mũi bà dạ ca kinh pôn bằng pôn mình group giang pin mình tục bà bà mê coi cho thuê chơi thông lượng môn là ra từ ban mặt trời tối tại một trong luôn nơi chọn chơi thông năng phải chịu rõ rõ sĩ đặc tổng linh cho bạn tám là chúng tôi phụ kê nơi cái vật to ngưng chừng hòa thả chơi khi lưu lưu thả môn là ra và thiên cài lại cơ rõ thì có chọn thuê chơi thông không một năm cũng đang để thả thời chậm lại lưới ốc phần màn mơn đô la tế xâm rạp chung từ thả lửa không để dụ thang cơ rõ thì có cả bệnh chia xâm rạp tục ấy nâng cà phê đầm này để bọc luôn cái ra nhuận niên lời chọn khách nâng cho sẽ chụp bảy tròn mũi nỉ và rồi phố càng lớn quan to thì tha ca promo và câu ấy đang oh miền tây luôn muốn ra tế bạn vừa chỉ mê câu ăn quay cái ấy nâng cái này nơi cho đội chơi thống ấy bạn dù chăm chỉ kỳ bà bạn dây tha câu ấy đôi tập khnhiệt khuyên sầm láng đôi muốn ra lao luôn luôn muốn ra bay tham miệng non một ai đó rất mong nơi dụ à kẹn dụ tháng câu đó có cả một chia chăm chút ăn trả cùng ta mẹ được tiền hãy cái thà tâm mê coi khai mình ai hiện phạt bỏ lục môn đó đã mê coi đọc slide để bạn này cái thà vay cái ai tới mưa mà chả còn bà tầm đồng chẳng hai bàn chia lục bàn chia ấy đam mà con nhầm mà kẻ dụ coi cầm bịch chia nữa đã xa phía xem ngắn năng phương mà đang mình lướt mà đòi của con môn đã vừa với tám tay vừa chật bà bà bịch chia brot của đi con mình to tiết tha và bật thô anh là cùng bạn ní bàn chia môn đã trên cây lại coi năng rồi có chế độ chế thống hiện và bật ở bộ đồ lối khi mình nhớ bà rộng cổ vị trí cà phê mình khoa phí ca ở đi con bí mà hạ chuẩn lời bà phố bật to tiết tha cái tha xong lại khám chân chú mốt lúc ta bà lùi bà hai vẫn đang tha tăng phí dụ mà hỏi bộ khi mà sơ bên chất nơi ca đang nuông rồi bà môn đà ra trên cây lấy chơi cháu tê cứ chìa mê đang nuông phát ca bà phụ này dùng bà phụ môn đà ra dọc đông bà ai bọc luôn màu nuốt bà chi mà trời càng bà phụ tự tăng luôn nơi bê thu cao một khám bà rộng đông tới lớp bộ rõ sổ trăng để chúng tôi tay sau đó bà lại chúng tôi thông chịu thi rộ lùi tàn được biết bộ rõ lùi bà thường vừa đồ khứ ní mô ra mình đại khơi mê côi khách cần đá hiện sẽ đây một tốt này nó đã tốt tới lớp môn đá lao bà bà phúc bằng tốt thì tha rõ tầm ninh đó bỏ mê chúng tôi thông tới nốt chôn bà đọc rộng đáy này tập đây cả một chiếc kết khơi cơ cho nó mình đại hình ọ chỉ mùi mê chúng tôi kẹt 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 rồi hai bàn tay khuyên ca trụ về lần bà và to tiếp hai tầm lên đại chung môi nhóm chỗ tam chọn chơi thông thuật ngay về đôi chiếc cương sầm lòng đại ở kiểu cấu ương xi măng tầm lên chạm hồi mê sra ở bộ cương ở bộ phục bộ đội phục chỉ trái bộ phê tiết lại bằng phun trâm tay mà phay từ sam sắp bị rơi vào nó bà hai chung môi mà chung lại tông hán nón cương sầm lòng lại bằng phun trâm là phay sang cái pinu cứ ban học quân chỉ mua môn ra chạy phò giờ kinh giang sọc sùi lại chỉ hát vui rót hạt mang chấm nấu phun đàng cha sẽ tập thóp trong mùi khai một khai rót sàn đồ lại nào mà tập hợp cứ tha bật thay tha tập nên bằng phun một cốc cứ chịu phục chấm nấu rót thông rồi môn áp luôn một đấy cơ núi an không mà ai bà từ hiện vừa ở với tam tại em bơ chật bà vẹp bò nhưng mà cho nên to ngư cho nó mình chụp xót hạ đò pina từ môn ra đã rồi bàn kỳ lạc đồ chánh bà một khai khai khơi ra tập nhạc nó ở chung thông thông sản phẩm nó tập nên cho phi vật tế Campuchia Việt Nam cho mà Campuchia giang cực lên chẳng giúp chẳng thay phù hợp không phính giang rồi luôn bạn mình và hơi lực chúng đó hai bạn ba tam bất lộn môn ở ràng đi bà tam bỏ đặc biên lọc sắp xài cả lọ mơ khơi thạc quạt nơi căn đồng này chỉ mấy bọc đầy thông nâng bàn dư ông vài men dư chứng kế bà bước quát căn đầm này chỉ mới coi nơi đầy thông ní tăng phí sở mai lô bàn dì mòn nơi chỉ ạ kẹn dụ coi mà lấy bàn dư bà rồi hốt đó lục bàn dì mòn quát cho nì vọt tới có lại mà đó lục con nhầm và ấy lấy đó phí sở mai lục con nhầm tiết cứ lục muông đà rá nơi tại phơ mê coi nơi trọ chơi thông đó đài bà hỏi xong bây ta mê xa kha coi và chăm khai cả đá và bạn đồ bị bày rụp thôi và đồ bị bày rụp nó cứ ở hiện ba chấm môi lộ muông đá tê và chẳng hai bạn chia bờ rót rồi có chấm môi môi chấm nuôn rồi có mình tay tôi ta môi chấm nuôn nó quạt tay từ lực lang tha lộ muông đá đá quạt bật chìa khăng bọc quạt men rồi quạt miên nẹt chăm chui quạt bị cào bàn tay dương mình đang tha nẹt chăm chui quạt bị cào nó chia nẹt tê và bàn tay ní cứ chia bờ đầm viên đã cầm mình tay coi tôi ta rồi còn nhà đầu tư là tính nút tha lúc mua ngã quạt khăng lên chậm nọ đi
សំបីតែមេសាខាកុយដោ2រូប3រូបហើយបាទបាទគឺអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ជាមួយគាត់ទេបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តដល់ខ្លួនឯងអានឹងជារឿងផ្សេងអានឹងអាចបាទអាចប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមុងតារាថាទេហើយគឺអត់ហ៊ានទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខ្លាំងរបស់លោកមុងតារាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏លោកមុងតារាក៏គាត់ធ្លាប់បានប្រមូលពុនត្រឹមត្រូវដែរយើងមិនថាអត់ទេបាទគាត់ប្រមូលពុនក៏បានត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែក៏មានភាពច្រឡោះប្រហោងខ្លះដូចជាលើបញ្ហាវាយពុនមិនគ្រប់បាទតំណែងខ្លះត្រូវបង់ពន្ធ 100% គឺគាត់បញ្ចុះតម្លៃបើគាត់មានការយល់យោគដែលថាយល់ថាគ្នាអីចឹងណាបាទជាពិសេសលើតំណែងស្កសតែម្ដងគឺថាពេលខ្លះប្រហុកមានពេលខ្លះគឺអត់បង់ពន្ធតែម្ដងបាទដោយសារមានការអនុញ្ញាតយល់យោគគ្នានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងទៅនេះគឺជាពតដែលទទួលបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការពិតយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំមិនអាចសុំសិភាលោកមួងតារាបានបាទជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីដែលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកមួងតារាយល់ថាទូទស្សន៍ TNM យើងខ្ញុំផ្សាយទៅអត់ពិតទេបាទហើយវាពិតលើចំណុចនេះឬមិនពិតលើចំណុចនោះសូមលោកអញ្ជើញបាទលោកអាចបកស្រាយបានបាទហើយលេខទូរស័ព្ទពួកយើងខ្ញុំគឺរត់នៅលើកញ្ចក់ទូទស្សន៍នេះស្រាប់បាទលោកcall មកហើយខ្ញុំបាទនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនឹងផ្សាយជូនត្រឡប់ព្រោះថាព័ត៌មានมันអាចគ្រប់ជុំជ្រោយ 100% ទេតែតែមានចន្លោះប្រហោងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំទូទស្សន៍ TNM និងសហការីទាំងអស់ក៏យល់ឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាថាធម្មតាព័ត៌មានពេលខ្លះព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺកូនចៅស្អប់មេបាទដែលសាមេគាត់ផ្ដាច់ការពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ជួងការផ្ដាច់ការរដ្ឋបាលប៉ុន្តែដល់ពេលកូនចៅខឹងលួចបង្ហើបព័ត៌មានហ្នឹងចេញមកដល់អ្នកកសែតចឹងទៅបាទបាទហើយនឹងគឺផ្ដើមចេញពីការខឹងរបស់កូនចៅហើយមួយទៀតគឺផ្ដើមចេញពីយើងជាមេកោយហ្នឹងគឺយើងឲ្យគ្នាចាយវិតិចតួចបាទបាទហើយគាត់ប្រមូលវិច្ខចប់ខ្លួនឯងវាច្រើនចឹងទៅធ្វើឲ្យកូនចៅអន់ចិត្តទៅតាមនោះដែរអត់សុវ័យចិត្តចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានទាំងអស់គឺធ្លាយចេញពីមន្ត្រីនៅខាងក្រោមអាវ៉ាតរបស់លោកមួងតារាទេហើយនឹងឈ្មោះមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាពិសេសប្រភពព័ត៌មានដែលទូទស្សន៍ TM ទទួលបាននោះគឺថាមានទំនិញកិច្ចពន្ធជាច្រើនដូចជាស៊ីម៉ង់ដែកបាទចេញចូលតាមផ្លូវច្រើនណាស់បាទហើយដឹកលាក់ខូចផ្លូវ21ផ្លូវស្រុកស្អាងខូចចង្អស់ហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនអីស៊ីម៉ង់ស្អីនោះបាទហើយនៀកឃ្យូស្អីមិនខ្ចីបាទគឺមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុនបាទគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងស្ទើរតែលំដាប់គាត់ធំធំដែរបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវរើគ្នាជាមួយខាងកយអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារមេសាខាកយខេត្តគាត់អត់សូវខ្លាំងទៀតបាទបដោយឲ្យចូលតាមអំពើចិត្តបាទបាទនឹងហើយនេះគឺជាបញ្ហារបស់លោកមុនតារាបាទបង្កាត់ទប់ស្កាត់ណាបាទបាទសំខាន់គឺព័ត៌មានបានធ្លាយចេញមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមុនតារាអញ្ចឹងយើងបើទានអឹមក៏មិនដឹងថាតើលោកមុនតារាគាត់ជាមនុស្សប្រកែបាទជាមនុស្សធ្វើការបានល្អបាទត្រាក់រងក៏មិនដកបាទបាទពេលខ្លះយើងចោតគាត់ថាអញ្ចឹងមែនបាទបាទតែគ្រាន់តែគាត់ជាមនុស្សប្រកែម្នាក់បាទជាការប្រមូលពុនអីលើសការកំណត់របស់រដ្ឋបាទកំណត់របស់ទីចាត់ការឬក៏អគ្គយុឋានដែលដាក់តម្រូវថាខេត្តហ្នឹងត្រូវមានចំនួនប៉ុណ្ណេះណាឬក៏ប៉ុណ្ណោះអូបានអញ្ចឹងណាតែគាត់ធ្វើបានលើសបានលើសផែនការផែនការបាទគាត់ធ្វើបានមុនផែនការគាត់បានធ្វើល្អជាងអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងក៏គេមិនអាចដកគាត់បានដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដោយការរិះគន់មែនបាទអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំបាទគ្រប់លំដាប់លើហ្នឹងគួរតែមើលដែរបាទបើនៅទៅថ្នាក់ថ្នាក់អញ្ចឹងវាអាចជាមានបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខបាទទី1ថ្នាក់ថ្នាក់2ថ្នាក់ទី2ទៀតការថ្នាក់ថ្នាក់2ឈ្មោះបាទឈ្មោះតូចតាចបាទឈ្មោះដែលគាត់ចំឆ្នាំមកគាត់តិចតួចណាបាទហើយឈ្មោះធំទៀតគេយកពុនមកត្រូវយក 100% យកទៅ20យកទៅ30អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងតើពុនដែលនៅ 70% ដែលត្រូវខាតដែលរដ្ឋត្រូវបាត់ចំនួនពុននោះតើនរណាទទួលត្រូវបាទអានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាបើល្អសូមលោកមូនតារាហ្នឹងបាទមេត្តាមកបាទអាចបំភ្លឺបន្តិចបាទឲ្យដឹងថារឿងហ្នឹងមិនមែនទេរឿងហ្នឹងកូនចៅគាត់ចោតខ្ញុំទេឬក៏អ្នកនតីគាត់ចេះតែចោតទៅបាទមិនមែនជាការពិតទេអាហ្នឹងបើរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអត់មានការបំភ្លឺអាហ្នឹងយើងផ្សាយទៅតាមអ្វីដែលជាសក្តីរីកាពីមូលដ្ឋានហ្នឹងមកបាទបាទហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោកចម្រុងខ្ញុំនៅចាប់អារម្មណ៍ដែលព័ត៌មានលោកអានបាញ់មិញបាទ
ឺថាលោកមួងតារាគាត់មានចិត្តមួយគាត់បក្រាបតែឈ្មោះណាទូទូទេបាទបាទអញ្ចឹងបក្រាបឈ្មោះទូចតែអាឈ្មោះធំធំគឺគាត់មានការត្រូវរើគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មោះទូចទូចនឹងដែលគាត់រស់ស៊ីចំណេញតិចទូចនឹងគឺគាត់អ្នកខ្លះស្ទើរតែលែងចង់រស់ស៊ីបាទដោយសារគាត់ពិបាកក្នុងការរកបាទព្រោះថាតំណែងគាត់ជុំការក៏ដាក់មកលើតិចទួយអីទៅប្រកបឲ្យគាត់បងពុនគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយជុំការផាកពីនៃគាត់ទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្មោះធំធំដែលគាត់នាំតំណែងមកលើសលុបបាទហើយបែរជាបងពុនអត់គ្រប់ទៀតបាទត្រង់នេះហើយបានធ្វើឲ្យពួកគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាលោកមួងតារាហាក់បីដូចជាផ្ដាច់ការហើយនឹងមានបពុនិយមបាទចាប់តែឈ្មោះទួយទួយឬឯឈ្មោះធំកម្រឃើញចាប់ណាស់បាទនេះលើបញ្ហាលោកមួងតារាចឹងលោកមួនតារាហ្នឹងគឺថាបើអាចបាទលេខលើអេក្រង់ហើយបាទបាច់សុំបំភ្លឺទីមកបាទការចោតប្រកាន់ហ្នឹងវាមានកម្រិតណាបាទចោតប្រកាន់គឺជារឿងមួយសំហេតុសផលទេបាទបាទបើមិនសំទេលោកមានអីជាប្រឆាំងស្រាច់បាទហើយខ្ញុំសបស្រាយជូនព័ត៌មានពិតជូនប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាន TNM ផងដែរ